Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em quay trở lại với chỗ của chị Thùy Trang, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông mình lại cô chú anh chị ha. À, mình vừa lấy bo được nhiều mà chơi Tết cũng khá là ok đó với cô chú. Dạ mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị Trang, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép được vô clip luôn với cô chú anh chị ha. À xin chào bà chủ ơi. À chị chào Phương nha. Em xin mến chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Hôm nay quay trở lại vườn mai Thùy Trang bên em thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây siêu bông mình lại. Cây có dáng lắc lượng ha, cô chú mình về lấy được siêu bo luôn. Rất mong được sự yêu thương ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Đầu clip hôm nay là mã N1 cô chú anh chị, một cây siêu bông mình lại. Dạ, mã số N1. Siêu bo luôn. Cô chú anh chị ha. Cây là bo là về lấy siêu bo luôn, nhiều lắm, nhiều cái này cây cô chú mình về lấy cỡ hơn 200 bo, 200-300 bo luôn á cô chú anh chị. Ghép với phôi mai vàng thân lắc luôn á cô chú anh chị ha. Đế của cá đế luôn, cơm đồ đế nha quý cô chú. À. Cái này đếm được nhiều bo lắm cô chú anh chị. Cái này chắc đóng cả mười mấy gần 20 bo cô chú anh chị, mười mấy bo. Hoành thân em đo vị trí này được 22. Cái củ nở này được 35. Tán ngang là 92. Chiều cao cây là 73. Siêu bông bình lợi mã số N1. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu ạ. À. Em bao ship ạ. Dạ 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Cái này lấy được vài trăm bo luôn nha. Kim coi nắp nụ ơi, cái này nó có mắt nụ kim gì không? Nó có nụ kim lai gai cô chú anh chị, Tết này mình cũng có chơi lai gai nha. Chứ không có nhiều. Không có nhiều như cây già mùa nhưng mà có bông cho mình chơi lai gai. Mà cái nắp này nó có nụ kim. Cho mình chơi lai gai cô chú anh chị nha. Dạ, N2. Dạ tiếp theo là mã N2 cô chú anh chị, cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn ạ. À. Cây này thì cái em thấy nụ kim nó nhiều hơn cây nãy nè cô chú anh chị. Này mắt nụ nó có nha nè. Nụ kim này em thấy nó nhiều hơn cây hồi nãy. Cái này lấy cũng được siêu bo luôn hết cô chú anh chị. Cái này tặng thông của chú anh chị, giăng lắc tặng thông ha. Ghép với phôi mai vàng thân lắc lượng luôn nha. Dạ, cái này cũng có nguyên củ đế đó cô chú anh chị. Có củ đế nè, chân đế bỏ cũng đều đều nè. Dạ, em xin số đo luôn ha. Hoành thân em đo vị trí này đi. Vị trí này em đo được là 24,5 hoành. Chiều dài con thú này là 21. Tán ngang là 88. Chiều cao là 75. Siêu bông bình lợi mã số N2. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,2 triệu luôn ạ. À. Em bao ship. Dạ 2,2 triệu nha cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị mình về bấm bo lấy tà lấy bấm bo là bấm tàn lấy bo cái là cái tược nó ra dữ lắm luôn cô chú anh chị. Bông này Tết có bông chơi cũng khá nè nha. Thấy mắt nụ kim nè. Có. Rồi. Dài mã số N3. N3. Tiếp theo là N3 cô chú anh chị, cũng là một cây siêu bông bình lợi. Cây này cũng có cái tàn thùng lùm luôn nè cô chú anh chị, ghép nhiều cho phép luôn nha. Nè, mắt nụ kim nó có nè, cả nhà nó có từ trong này có ra luôn nè. Nè, mấy cái thân già nó có nụ kim nè. Những nách trong già ở trong nó sẽ có nụ kim cho mình đó cô chú anh chị. Ghép với phôi mai dán lòng luôn nha mấy cô chú. Cây này hiện tại em đang thả tàn cô chú anh chị mình về lấy bo ha, đợi chắc từng ẩm từng nữa cứng cái bo cái là mình lấy được cái này là bấm một cái thôi là cây nó hôm nụ vô. À, nguyên củ đế luôn nha. Củ đế này đẹp ha. Củ đế này bự cô chú anh chị. Hoành thân em đo được 25 cả nhà. Cái củ đế này 47. Cái chiều dài con này là 26. Tán ngang là 83. Chiều cao cây là 82. Siêu bông bình lợi mã số N3. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,3 triệu. Em bao ship ạ. Dạ 2,3 triệu nha cô chú anh chị. Một em giếng lông luôn nha. Cây này mỗi một cây ghép nhiều bo lắm. Để em đếm thử cây này coi. Chỗ này là ghép 4-5 bo nè. 7 nè, 10, 13, 15, 19, 20. Cây này cái tổng cộng 24-25 bo luôn đó cô chú anh chị. Dạ. Dạ em nở luôn nha. Củ nở này được 39 nè.
8085. Chiều cao cây 77. Siêu âm mình lại mã số N4. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2.1 triệu ạ. Em bao ship ạ. 2.1 triệu mã số N4 nha cô chú anh chị. Siêu âm mình lại. Dạ, em đợi luôn nha. 4 em thân lắc lượng đó cô chú anh chị, cây này càng lớn nha. Mã số N5 cô chú anh chị. Thân này sát lớn nha. Sát này lớn sát. Cây này cũng có nụ kim nè. Tép này là em bán nó già mùa hơn cái tép đợt rồi. Cái díp rồi là nó hơi nông mùa hơn cái díp này khoảng tầm tháng. Cho nên là cái díp này nhìn thấy cái mắt nụ kim nó nhiều nè. Hoành thân em đo được 24,5 ạ. Hoành đế 43. Tán ngang là 1 mét ạ. Chiều cao cây là 94. Siêu âm bình lợi mã số N9. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.4 triệu ạ. Em bao ship ạ. Dạ 2.4 triệu nha quý cô chú anh chị. Cây này lấy được vài trăm bo là thoải mái luôn quý cô chú. Dạ mã số N6 cô chú anh chị. Cũng là một cây siêu âm bình lợi luôn. Cây này có đế nhìn ngộ. Dạ. Cây này nó nụ kim cũng thấy rõ lắm cô chú anh chị. Nó trọt kép là gần bằng cái điếu thuốc của mình chân ha. Thân lắc mà đế, có đế luôn nha. Cái đế này nó giống như bạch tuộc vậy đó. Dạ. Giống như cái đầu nó bỏ ra bạch tuộc ra vậy đó cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân em đo được là 24,5 luôn ạ. Tổng cái đế này được 63. Tán ngang là 1 mét ạ. Chiều cao cây là 86. Siêu âm bình lợi mã số N6. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.2 triệu ạ. Em bao ship. Dạ. 2.2 triệu nha cô chú anh chị. Dạ em lỡ luôn. Dạ mã số N7. Dạ tiếp theo mã số N7 ạ. Cũng là một cây siêu âm bình lợi luôn cô chú anh chị. Cây này cứng tàn luôn rồi đó cô chú anh chị. Tàn quá trời dày luôn. Cô chú anh chị mình cần số lượng bao nhiêu cây này ok luôn ha. Phôi dán lông hết cô chú anh chị, tay cành đều mà thân lát lượng luôn nha. Nguyên một cái củ như củ khoai mì gì đó với cô chú. Cái tàn này đều hay dày kính bàn luôn cô chú anh chị. Hoành thân em đo vị trí này là được 23,5 ạ. Củ đế này là 39. Tán ngang là 1 mét. Chiều cao cây là 93. Siêu bông bình lợi mã số N7. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.4 triệu ạ. Em bao ship. 2.4 triệu nha cô chú anh chị. Rồi em đổi luôn ha. Mã số N8. N8 cô chú anh chị cũng là một cây siêu bông bình lợi. Cơm lùng liền dán lông lắc lượng luôn ha. Chân đế nha. Này cũng có chân đế rất là đẹp cô chú anh chị. Thì nó có hai cái giò trước luôn nè. Có giò, có chân luôn nè cô chú anh chị. Cái này nó bỏ chi, bỏ chân đẹp. Cái đế này đẹp cô chú anh chị ơi. Hoành thân em đo vị trí này là được 22,5 cô chú anh chị. Tủ đế đặt này đi là 52. Tán ngang là 85. Chiều cao cây là 82. Siêu âm bình lợi mã số N8. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.2 triệu ạ. Em bao ship. Dạ 2.2 triệu hả cô chú anh chị. Cái này cái đế đẹp. Em lắc lượng luôn nha. Dạ rồi em đỡ luôn nha. Rồi. Dạ tiếp theo là mã số N9 ạ. Một cây siêu âm bình lợi siêu tàn. Này đúng lùng lực luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào thích phơm lùng lực ha. Cái này là siêu tàn luôn. Tàn siêu khích luôn. Cái này mình về muốn sửa cho nó dảnh lên dảnh xuống gì là cô chú anh chị theo ý thích của mình nha. Tại vì em vô dây sẵn trơn rồi nè. Nhiều bo lắm mà cô chú anh chị. Cái này mình vừa chơi giống mà mình sưu tầm cái phôi dán lông về luôn hết cô chú ha. À,
xin số đo luôn nha. Hoành thân em đo được 24 ạ. Cái hoành đế là 53. Tá ngang là 1m06. Chiều cao cây 73. Siêu bông bình lợi mã số N9. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,4 triệu ạ. Em bao ship luôn ạ. Dạ. 2,400,000. Rồi. Mã số. Mã số N10 ạ. Em này cũng lùng lực luôn cô chú anh chị ha. Cây siêu bông bình lợi luôn. Cây là em sẽ bỏ chậu, bo quấn bầu đóng kiện gỗ cho cô chú mình nè cô chú ơi. Cây này lấy cũng được siêu bo luôn nha cô chú anh chị. Một cây mình ghép chắc khoảng mười mấy, hăm mấy chục ghép không cô chú. Đường băng mình bắt lượng rất là khéo nha. Mấy cây này là ghép siêu chục ghép luôn cả nhà. Có nụ kim ha, cây nào cũng có nút nụ kim cho mình chơi nha. Nhưng mà nó không có quá dày nhiều như là cây già mùa thôi. Nhưng mà nó sẽ có cho mình chơi Tết. Hoành thân em đo được 21. Tổng có đế là 42. Tán ngang là 1m ạ. Chiều cao cây là 70. Siêu bông bình lợi mã số N10. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,1 triệu. Em bao ship luôn ạ. 2,1 triệu nha cô chú anh chị. Cây này là siêu bo luôn. Có nút nụ kim đầy đủ luôn à. Dạ N11. Anh N11 cô chú anh chị, một cây siêu bông bình lợi luôn. Cây này nó ra xương cá các bạn nè. Một cái bo này nó ra xương quá trời luôn cô chú anh chị. Về lấy bo thoải mái luôn ha. Này thả tài tự nhiên nha cô chú. Nách nụ to luôn. Dài thật lượt luôn, nên lấy bo đã luôn cô chú. Thôi này cũng có duyên lắm cô chú anh chị. Dạ. Hoành thân em đo được 20,5. Tổng cái hoành đế là 37. Tán ngang là 1m07. Chiều cao cây là 89. Siêu bông bình lợi mã số N11. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,1 triệu luôn ạ. À. Em bao ship. Cây là em bỏ chậu, em quấn bầu, em đóng kiện gỗ. Em bao ship cho cô chú anh chị mình nha. À. Dạ, mã số N12. Tiếp theo là N12 cô chú anh chị, cũng là một cây siêu bình lợi luôn. Con này nó có đít nhiều ghê trời. Không lùng lịch luôn. Cái đít nhiều. Ai khum luôn. Dán lá phượng luôn thấy cô chú anh chị. Rồi cái này cái tàn này chi cành cốt nó đều ha. Cái nhìn cái bạn xương này đều nè cô chú anh chị. Rồi, lấy cũng được vài trăm bo luôn á mấy cô chú. Rồi. Hoành thân em đo vị trí này được 21,5. Cái củ thụ nụ này trên cái củ này nè thì là 35 cả nhà. 35. Tán ngang là 95. Chiều cao cây là 80. Siêu bông bình lợi mã số N12. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,2 triệu ạ. À. Em bao ship luôn. Dạ 2,2 triệu giao với cô chú anh chị. Cây này dàn xương nó đẹp. Em thấy nó chi gốc cành nó đều cô chú anh chị. Cái lắc ra cái co lắc nó cũng nhìn thấy cũng đều lắm. Dạ. Rồi mình đổi lên ha. Mã số. Mã số N13 cô chú anh chị. Dạ. Một cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi cây này cũng ghép đủ chi đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Còn em này phơm cao hơn xíu nha, thân cũng lắc lượng tay cành đều luôn á. Đế nở cô chú anh chị ha. Cái này cũng một cục đế thôi. Cái này là cái này bị xù cái da me, nó chóc cái da me ra. Chứ không phải nó lũa nha mọi người, cái thân này xanh giờ luôn nha, không lũa nha mấy chị. Nó già, cái thân nó già, nó chóc cái da me. Nó sẽ liền lại, nó sẽ kéo da lại cho mình. Cô chú anh chị mình yên tâm. Hoành thân em đo được là 21 ạ. Cái củ này là 41. Tán ngang là 93. Chiều cao cây là 82. Siêu bông bình lợi mã số N13. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,2 triệu ạ. À. Em bao ship. 2,2 triệu nha mấy cô chú anh chị. Cái này dáng này cao cô chú anh chị. Dạ, không cao xíu. Tàn điền luôn nha. Rồi, em đổi lên. Anh là 14 nha cô chú anh chị. Anh là 14 ạ. À. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Em này cũng phơm dùng lực mà cái tàn quá trời luôn nha. Cô chú anh chị mình có nhu cầu lấy bo thì mấy cây này là ghép đã luôn đó cô chú anh chị.
Mẹ lấy siêu bo luôn á. Bo quá trời bo luôn cô chú anh chị. Đế thì cũ đế thôi bà cô chú anh chị ha. Rồi, em xin xếp hoành. Hoành thân em đo được 21. Cái hoành đế này là 39 ạ. Tán ngang là 95. Chiều cao cây là 77. Siêu bông bình lợi mã số N14. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu chẵn. Em bao ship ạ. Dạ. Quá trời cái tàn luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Là mã N15 cô chú anh chị. N15 luôn là một cây siêu bông bình lợi luôn ạ. Em này cái tàn cũng quá trời luôn cô chú anh chị. Tán rộng luôn ha. Nút ruột kim lên nhiều á. Cây này nó nhìn thấy nó đang nút ruột kim nhiều nè. Nhiều hơn những cây khác nè cô chú anh chị. Này củ đế nha, có củ đế cả nhà. Củ đế bỏ đều lắm. Này cô chú anh chị mình về cho thay cho nó cái chậu đẹp đẹp ha, cho nó chậu củ đế lên xuất sắc. Hoành thân em đo được 20. Củ đo củ đế đặt này thôi. Củ đế đặt này đang đo được 52. Tán ngang 90. Chiều cao cây 75. Siêu bông bình lợi mã số N15. Xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2 triệu 1, em bao ship ạ. Dạ 2 triệu 1 nha cô chú anh chị. Ở trên này cái nữa nó ra bông. Nhiều, cái này nhiều bông nè. Nụ hơi nhiều. Em nào cũng không lắc lượng hết trơn ha cô chú anh chị. Rồi, em nở luôn nha. Dạ, anh nào 16. Anh nào 16 cô chú anh chị. Một cây siêu bông bình lợi luôn. Cây này cũng lùng lực tàn rộng tàn ngói cô chú anh chị, siêu bo luôn á nè. Cây nào cũng có mắt nụ kim trơn, ít hay nhiều thôi cả nhà. Cây nào cũng có tết là cây nào cũng có bông nha, mà ít hay nhiều thôi. Dán lòng luôn ha quý cô chú anh chị. Dạ, đế một củ đế nở luôn nha. Dạ. Hoành thân em đo được là 25,5 cô chú anh chị. Hoành đế là 56. Tán ngang 88. Chiều cao cây 83. Siêu bông bình lợi mã số N16. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,3 triệu. Em bao ship ạ. Dạ 2,3 triệu. Mã số N17 cô chú anh chị. Dạ. Cây này phơm lớn. Nào cây siêu bông bình lợi, cây này phơm lớn cả nhà. Cây này phơm tàn lớn mọi người ơi. Cây này cái dáng lắc khéo lắm luôn. Cái đế cũng ok lắm luôn cô chú anh chị. Dạ. Cái này cũng lấy siêu bo luôn á quý cô chú. Cái này nè, nó có dáng lắc, cái gọng lắc nè, cái đế nè cả nhà. Cái chân đế này của nó bằng cầm tay em luôn. Cái này có cái đuôi luôn nha mọi người. Cái đuôi luôn nha. Này nguyên bảy đế cộng gửi bự bự không cô chú. Hoành thân em đo được cái này là 24. Tổng cái hoành đế này là 83. Tán ngang 1m04. Chiều cao cây là 81. Siêu bông bình lợi mã số N17. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 2,6 triệu ạ. Em bao ship. 2,6 triệu nha mấy cô chú anh chị nha. Cái này mình cũng ghép đủ chi đều tàn luôn ạ. Ghép cái phơm lớn á cô chú. Cái này to, cái này phơm to cô chú anh chị. Co gọng lắc rồi rất là khéo luôn ha. Đế bệ đế luôn. Đặc biệt nó có cái đuôi nè, mình về muốn ghép cô chú anh chị mình muốn đóng cái đuôi đi. Đóng bo cái đuôi để thành cái đuôi luôn á. Dạ, em thải được. Mã số N18 của chú anh chị. Cái này nó lùng lực luôn á cô chú anh chị. Cái dáng nằm nó cũng viên lắm nha cô chú. Đế này cô chú anh chị. Có chân có chi nha. Cái này cũng ấm tàn hết trơn rồi nha quý cô chú. Nguyên con thú nằm dài luôn cả nhà, đế bể đế đâu. Cây này hiện tại nằm trong chậu 6 luôn chú anh chị. Hoành thân em đo vị trí này được là 24 nha cô chú anh chị ha. Hơn 24, em tính 24 thôi. Hoành đế là 75. Tán ngang là 85. Chiều cao cây là 81 ạ. Siêu bông bình lợi mã số N18. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình 2,5 triệu. Em bao ship ạ. 2,5 triệu. Cái này hiện tại nằm trong chỗ 6 luôn đó cả nhà. Này cô chú mình về đủ tàn đủ cơi bự lắm luôn. Tại nó là xác lớn. Dạ. Đúng.
N18 thì cũng là mã số cuối cùng của clip ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi hết clip ạ. Cô chú anh chị mình yêu thích xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0939 134 538. Tạm biệt quý cô chú anh chị mình, chúc quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe ạ. Em chào tạm biệt. Em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Lâu Đời Hồng Giang ạ.